Chào quý. Qua này em dắt máy này bị dư hai con ốc vậy. Nào đâu phải dắt lại. Này mày dắt lại cho cụ xem. Ổn hóa rồi. Ổn đẹp kìa ổn hóa. Giờ em chỉ cần đưa trong cái cối vào là xong rồi. Có máy chiến rồi nha. Tiếp mù. Con em xài được 4 năm rồi đó. Tối hôm qua về làm nó vội quá nên là nó bị dư hai con lồng đèn trong nữa. Chưa dắt được. Nay là ngon nghệ rồi. Kẹp nữa. Qua lắp rồi mình kẹt thôi. Rồi tháo bung hết ra luôn. Người thấy kia. Cái con ốc này. Cái chốt này nó phải nằm ở trong cái khe này cơ. Cái máy này tí mình tháo nha, mình thấy nhá. Lỏng lỏng lên được rồi. Giờ mình phải tháo này ra. Quay lại cái nhông này. Đó. Đó. Xuống lỏng con nhông này nằm trong này. Chết này. Kia mình quay tay nó không đủ hảo. Rồi. Quay cái này. Không đủ hảo. Vòng bi khóa này. Vòng bi này khóa khóa 2 triệu luôn. Ép cái cốt này. Ép cái cốt này khóa mình khóa mình mở 2 triệu. Giờ mình nhìn thấy chưa?
Ta quay phim thì cái hành trình mày là sửa cái máy cầu phương ta. Cái nào? Dây. Cái nào? À. Còn cái nào? Cái nào? Không quay tí nó lắp vào đấy biết lắp luôn á. Mày chết thì chết rồi. Vào vào đang bị ngợp kìa. Mẹ cái chú bác sĩ mà mổ đã xong cái lắp được gì? Lâu rồi không mở nó quên. Okay, mọi người. Thank you.
Qua này em dắt máy này bị dư hai con ốc vậy, nào đâu phải dắt lại này, bây giờ tải cho cụ xem còn hoạt không. Ô đẹp bây giờ em chỉ cần đưa trong cái cối vào là xong rồi. Có máy chiến rồi nha, ít mù. Con em xài được 4 năm rồi đó. Tối hôm qua về làm nó vội quá nên là nó bị dư hai con ốc, hai con lồng đèn trong nữa chưa dắt được. Này là ngon nghệ rồi. Cốm đấy. Cái này trước nó không có xả nhanh, dầm cục xả nhanh luôn. Cô nào mà cầm sẻ ngang ấy, hào cái này ra. Đó, đây nó có hai con ốc này. Đó, hai con ốc này ra, trong này cũng bỏ cái lò xo đi nha. Hồi kiếm thì một cái ống đồng nó vừa bằng cái lò xo, cũng cắt bằng nó là đủ sẻ ngang. Cắt bằng cái lò xo luôn. Đó, cái ống đồng này em hay lấy ở cái máy lạnh. Cái này trước là không có xài nhanh ấy. Em đi lục bây giờ cũng học mấy bác ở trên mạng rồi. Cứng, cứng. Thôi em đã xong rồi, xong con máy rồi. Chào cụ nhé.